Bà bán món bánh mì tuổi thơ này cả nhà. Phải nướng lại trước khi bán cho nó nóng á. Thì cái bánh nó mới ngon. Dạ. Cái này có mấy loại nhân vậy bà? Ba loại nhân. Có ba loại. À, có hình như là thảo thấy có mứt dâu tây gì á. Đúng rồi. Với bơ đậu phộng phải không bà? Đúng rồi. Với cái gì nữa bà? Bơ sữa đường. Bơ sữa đường. Nhân nào cũng giá tiền giống nhau hả bà hả? Đúng rồi. Dạ. Bà làm cũng nhanh tay đó. Trời ơi, bán mấy chục năm rồi. À, cái món này bà bán mấy chục năm luôn rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Hồi xưa ông nhà còn mấy cháu còn nhỏ đó, ngày này rồi. Chùa chị với chú bán rồi. Bán từ mấy bé bé, mấy nhỏ bé bé. Dạ. Tới giờ cái nào đó có vợ có chồng hết rồi. Cháu nhỏ ủng hộ đó. Thôi gì rồi chú đâu vậy? Chú mắc rồi ba. Dạ. Bây giờ chị bán thì chị nuôi thân chị à. Dạ. Con nó cũng khổ quá. Nó đang tạm thờ ở nhà mượn sở mượn mướn của người ta. Dạ. Bán mấy chục năm mà vẫn ở nhà mướn thôi. Không có nhà, nhà xa quá. Dạ. Nhà xuống ở dưới thành phố mà. Ở dưới đâu vậy? Chuột á. Ồ, còn chuột Long An luôn, xa đúng quá. Rồi, tại vì ông nhà mất rồi, em chồng bắt buộc bán nhà để chia. Dạ. Cho nên bây giờ thì mới như vậy thôi. Chứ nào là ở vùng mộ cây mà. À, dì bán xong là dì để trong miếng giấy để cho khách cầm á. Nhìn cũng sạch sẽ lắm. Dì bán cái này chắc 40 năm là có rồi quá. Hả? Bán chắc 40 năm là có rồi quá. Cũng gần 30 năm thôi. 30 năm thôi. À, con xin lỗi. 10 chiều gì mới ra bán hả gì hả? Không, sáng ở nhà có cái điều nè, sáng ở phố Cơ Điều mà. Sáng là bán bên phố Cơ Điều á, cùng gần đây thôi, quận 11. Cơ Thiết hả? Dạ. Chiều thì đi vòng qua Trần chiều, Quý. Chiều qua đây thôi, dạ. Hai địa điểm này. Dạ. Ở đi vòng nữa. Tại vì chị bán, nói đúng cho bán khách rồi. Dạ. Bán khách hàng bán giờ học sinh chưa đi học á, nếu mà học sinh đi học rồi là thì làm không kịp lâu. Khoảng 5 giờ là bán hết rồi. Bán từ sáng đến hơn 5 giờ chiều là hết. Trời ơi, sáng thì ra chạy lắm. Dạ. 10 giờ rưỡi mới ra. 10 giờ rưỡi mới ra. Dịch tới mấy đứa công nhân đi về quê hết rồi. Dạ. Chứ ở ở quận mấy xuống đây ăn hết mà. Tới ủng hộ mà. Đây. Chứ không phải bán ở đây không đâu. Một cái vậy là 10.000 gì hả? 12.000. 12.000. 4 cái là 40 mấy ngàn phải không? Đúng rồi. Dạ. Đây Thảo quay. Quay cái chỗ gì bánh mì tuổi thơ của dì Mỹ Anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dì nói dì bán ở hai địa chỉ này cả nhà. Đường Phó Cơ Điều quận 11 và đường Trần Quý cũng là quận 11 luôn nhưng mà khác phường. Nó có 4 cái loại nhân: bơ đậu phộng, sữa dâu, sữa đường và cá dế, nhưng mà hôm nay hình như là không có cá dế hay gì đó. Vì hôm nay không có cá dế đúng không? Không. Dạ. Cá dế đó dì làm luôn hả dì? Tự làm hết. Dạ. Để Thảo mua ít cái dì bán coi được ăn thử. Dì bán cho con mọi thứ, mọi nhân đi. Cái này là bánh mì sandwich đó dì ha? Đúng rồi. Dạ. Mà từ đâu mà dì nghĩ ra cái món này hay vậy dì? Ông bà cho mà. Ông bà cho. Tự gì nghĩ chế đi chế ra. Chế ra. Không ai dạy. Dạ. Mà nhưng mà nói đúng không thôi là chế độc quyền gì đó thôi. Có độc quyền. Thứ hai đâu. Dạ, cả Sài Gòn có mình gì bán thôi. Đúng rồi. Dì nói là cái độc quyền cả Sài Gòn có mình gì đó. Cái này cũng dễ làm nhưng mà người ta không bán ta. Hả? Cái này cũng dễ làm á mà. Bơ với dâu đồ này nọ là mấy cái nhân này người ta mua cũng có vậy, nhưng mà hình như bán không có lợi nhiều hay sao á.
kiếm đủ kiếm sống thôi gì ha. Bán 30 năm mà gì nữa, bán 30 năm rồi mà năm ngoái tôi nhờ tới quay phim lên mạng mà. Dạ. Yeah. À, có trả tiền không? Không, người ta còn giúp cho tôi tiền à. À dạ. Yeah. Người ta còn giúp cho tôi mấy triệu quá. À dạ. Yeah. Tại giờ tôi khó khăn có mình tôi thôi. Đó. Tôi bị khớp á. Vì anh thơ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là 65 rồi đó. 65 tuổi, dạ. Năm nay là 65 rồi. Dạ. Tháng mấy là khác rồi, 65 rồi. Một cái bánh mì vậy là gì gấp hai cái miếng nó lại. Gấp hai miếng lại đúng không gì ha? Đúng rồi. Dạ. Một miếng như vậy là 12.000 đồng đó cả nhà. Ăn chơi là cái này ăn chơi. Ăn món tuổi thơ ăn chơi cho vui. Đây gì quét vô. Tôi là năm ngoái là có cái cô đó ở quận Bình Tân á. Dạ. Và có cũng ủng hộ á. Mà có cũng có giúp đỡ cho chị á. Rồi có cả em quà cát làm biết cái gì đó. Dạ. Ở quận Bình Tân. Cô đó kêu cô nhà. À, hôm nay Thảo đi ngang qua thấy gì anh thơ này bán cái món bánh mì mà gì nói chung là cái món này thì giống như là món ăn sáng vậy thôi đó. Đúng rồi. À, bánh mì với bơ với mấy cái sốt dâu á thì nhưng mà dì bán cho mấy em nhỏ ăn á cũng là món ăn giặt thôi đó. Cái món này là dâu này, cái này sốt dâu nè. Trời ơi, mấy ông chủ lỡ ăn á. À, vậy mấy ông chủ là ăn một lần 50 cái 100 ngàn à. Dạ. Chứ không phải mua 10 ngàn đâu, 20 ngàn đâu. Buổi chiều thì dì bán đường Trần Quý đó cả nhà. Buổi sáng thì bên Phó Cơ Điều. Miếng như vậy là 12.000 đồng. Cái gì cho con đi, con chụp tấm hình đi. Đây. Chụp tấm hình đẹp với cả nhà. À đây cả nhà, Thảo mua mấy miếng bánh mì của cái dì anh. À, cái này là cái dừa này là bơ đậu phộng này. Cái này là sữa với đường. Còn cái này là dâu. Đó, mình mua 3 miếng. Ăn cái nào cũng được, ăn thử cái phần bơ đậu phộng này đi. Đó, dì cho chung với miếng giấy vậy này. Đó. Nóng lắm, còn nóng hổi luôn. Mới nướng xong á mà. Bánh này là bánh mì sandwich bình thường thôi. À, món ăn chơi thôi. À, vì sáng tạo ra vì làm cái món này cho trẻ cho mấy em nhỏ ăn cũng vui vui. Đó. Nói chung là nó là một cái món bánh mì gì bình thường thôi, giống như mình mua bánh mì sandwich về nhà rồi mình quét bơ hay là quét sốt dâu rồi lên mình ăn thì còn bình thường thôi. Nhưng mà ở đây vì bán để mưu sinh á, đây cũng là một cái nghề để mưu sinh. Mọi người nếu thích ăn vặt thì có thể là ghé ủng hộ cho dì anh này để dì mưu sinh. Buổi chiều dì bán vậy cả nhà, ngồi chờ khách. Hôm nay hơi vắng tại hôm nay là học sinh nó chưa có đi học lại do dịch Covid á.
cái than này rất là nóng á, nướng nhanh lắm. Mỗi thứ một bia một phần hả anh? Một cái mỗi thứ mỗi cái một cặp một cái. Cái này mình nướng vẫn cẩn thận, cái là cháy liền à, rất là nhanh. Rồi cái này mùa mưa gì có bán không? Bán luôn, chợ mùa mưa còn bán được nữa. Dạ. Yeah. Mùa mưa bán chắc lắm. Cái này ai nghĩ ra gì chị? Bộ mình tự nghĩ ra. Tự nghĩ ra vậy đó. Tự nghĩ ra bán, không yeah. có ai dạy đâu. Dạ. Yeah. Mà bữa cậu Kỳ Lợi quay á. Dạ. Cũng là khảo sát á, nói sao chị chọn nghề này. Chị nói gì ý thích của gì, chị chịu nghề cái nghề này. Đó. Một là nó không có cực đó. Mình chỉ mình làm thôi. Dạ. Bánh nào mình đi lấy về rồi. Đi lấy về để bán. Vì còn chia sẻ thật lòng vậy đó. Rồi ai tới học học nghề có dạy không? Không. Không có dạy hả? Cái chính cô mình mà. Dạ, kiếm cơm. Dạy rồi người ta. Cái chính cô mình đi ăn rồi mình ăn gì? Dạ. Người ta cho tiền á, à. Cái biểu dạy đi, chuyện nghề dạy cho, chuyện nghề để người ta học á, ta làm ra, không. Rồi, rồi con quay phim. Cũng chịu à. Ừ, bao nhiêu cũng chịu hả? Không. 100 triệu cũng chịu hả? Không. Rồi, lấy 100 triệu rồi về già khỏi làm. Nói thật á, nói thật cho con nghe. Dạ. Khách á, kêu gì? Dạy nghề này á. Dạ. Thì không? Không, không dạy. Dạ. Mỗi con chứ cái chân cười mình ăn mà. Mình nuôi thân mình mà. Dạ. Bây giờ mình dạy người ta rồi người ta. Ta ra rồi mình không có con ăn à? Đúng rồi, dạ. Đúng không? Dạ. Cái này mình nói thật tình đó. À, cả nhà muốn ăn cái món này của dì anh á thì tới đường buổi sáng là đường Võ Cơ Điều. Chiều là Trần Quý cả nhà.